trái táo táo Mỹ nè. Chào các bạn, hôm nay Thành Cao sẽ thưởng thức mâm trái cây này. Đây là trái bồng bon. Bồng bon nó chua, mình chấm ớt. Nó chua chua ngọt ngọt. Nó có cái hộp ở trong đó các bạn. Cái loại này mình mua ở chợ Sa Đéc 65 ngàn đồng 1 ký được không? Nó có cái hộp nè, cái hộp này cũng rất là bự. Đây là trái chôm chôm 35 ngàn đồng 1 ký luôn. Có cái hộp ở bên trong. Mình ăn cái ruột nó ngọt ngọt, nó hơi giòn giòn. Chôm chôm này nó ngọt dịu dịu chứ nó cũng không có ngọt quá. Mình ăn trái cây mình thích chấm với muối ớt. Còn cái trái mà đỏ đỏ này nè các bạn, trái dâu nè, dâu tây nè, nó chua chua.
chua chua ngọt ngọt. Thịt nó đỏ ao à. Loại này mình mua 100 gram là 20 ngàn, tương đương với 200 ngàn một ký đó các bạn. Loại trái cây này ở nước ngoài chứ ở miền Tây của mình thì không có cái loại này. Đây là trái táo nè. Còn cái trái này nó hơi lạ lạ các bạn. Mình cũng quên hỏi là trái gì nữa. Giống như cái trái cà chua vậy đó, nhưng mà không phải các bạn ơi. Để mình ăn thử coi. Ngọt, ngọt nhẹ. Nó có hột rồi các bạn. Hột nó bự lắm đó, các bạn thấy hột không? Hột nó rất là bự. Hột nó to hơn cái hột cà chua. Cô chủ quán nói ăn cái trái này nó mát không?
trái cuối cùng mà. Trái táo táo Mỹ nè.